Sáng nay, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ hai xã Hà Lương và Đan Thượng, huyện Hạ Hòa. Hai đảng viên lão thành được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt này là đảng viên Phạm Thị Thân, sinh năm 1931, hiện sinh hoạt tại chi bộ 2, Đảng bộ xã Hà Lương, và đảng viên Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1930, hiện sinh hoạt tại chi bộ 10, Đảng bộ xã Đan Thượng. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Trung Kiên chúc mừng các đảng viên vinh dự được đón nhận huy hiệu cao quý của Đảng, khẳng định đây là sự ghi nhận đối với những công hiến của các đảng viên. Đồng chí mong muốn với uy tín và trách nhiệm của mình, các đảng viên lão thành tiếp tục là tấm gương sáng, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng quê hương Hạ Hòa ngày càng phát triển.